Mến chào tất cả các em đến với phần ôn tập học kỳ 1, phần tập làm văn bộ môn ngữ văn chính. Ở tập làm văn học kỳ 1 của khối lớp 9, chúng ta có hai thể loại: văn thuyết minh và văn tự sự. Thế nào là văn thuyết minh? Thuyết minh là giới thiệu một cách chính xác, khoa học về đối tượng thuyết minh. Như vậy, ở văn thuyết minh, các em cần lưu ý nó có hai cái đặc điểm hết sức quan trọng, đó là phải chính xác và khoa học. Như vậy là khi mà chúng ta giới thiệu về một đối tượng thuyết minh thì chúng ta áp dụng những cái phương pháp thuyết minh cơ bản. Có 6 phương pháp thuyết minh chủ yếu mà các em cần lưu ý. Phương pháp thứ nhất là phương pháp nêu định nghĩa. Phương pháp thứ hai là phương pháp dùng số liệu. Phương pháp thứ ba là phương pháp phân tích phân loại. Phương pháp thứ tư là nêu ví dụ. Phương pháp thứ năm là so sánh đối chiếu. Và cái phương pháp thứ sáu là phương pháp liệt kê. Thật ra về cái thể văn thuyết minh á, đối với lớp 9 các em nó không có xa lạ. Là bởi vì ở lớp 8 các em đã học về cái thể văn thuyết minh rồi. Ở cái chương trình văn thuyết minh của lớp 8 chủ yếu là dừng lại ở cái mức độ là khi mình giới thiệu một đối tượng thuyết minh là chúng ta cung cấp cái tri thức khách quan khoa học về đối tượng đó. Nhưng mà ở cái chương trình văn thuyết minh của lớp 9, ngoài việc là phải đảm bảo hai cái yếu tố như thầy vừa nêu, thì để cho cái đối tượng thuyết minh nó trở nên sống động, gợi hình, gợi cảm, đòi hỏi chúng ta phải kết hợp cái yếu tố miêu tả để làm nổi bật đặc điểm của đối tượng thuyết minh. Rồi chúng ta cũng phải kết hợp các biện pháp nghệ thuật để cho đối tượng nó được gần gũi, nó ấn tượng hơn. Thì ví dụ như cái câu văn thuyết minh mà các em kết hợp cái yếu tố miêu tả và nghệ thuật thì rõ ràng nó khác với cái cách chúng ta giới thiệu thông thường. Ví dụ như là ta giới thiệu về cái cây dừa, đến cây dừa. Hoa dừa màu trắng ngà, ẩn mình trong chiếc mo xinh xắn, tàu dừa như chiếc lược chảy vào mây trời. Thì ở đây chúng ta, cái câu văn thuyết minh này, chúng ta kết hợp hai cái yếu tố. Thứ nhất là miêu tả và thứ hai là nghệ thuật. Màu trắng ngà, rồi chiếc mo xinh xắn, tàu dừa như chiếc lược. Đó là cái biện pháp nghệ thuật so sánh. Thì chúng ta thấy nó làm nổi bật được cái đặc điểm về cái hoa dừa, về tàu dừa, để giúp cho người đọc dễ hình dung ra đối tượng thuyết minh, mà nó tạo được cái ấn tượng nó gần gũi hơn, khắc sâu thêm cái đặc điểm của đối tượng. Tiếp theo đây chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập. Thầy có một bài tập nhỏ cho các em về các em tự luyện tập, tự viết đoạn văn ngắn 6 đến 8 câu giới thiệu về đặc điểm hoặc lợi ích của một loại đồ dùng, loài cây hay con vật nuôi quen thuộc. Thì với cái bài tập nhỏ này, các em lưu ý nó có cái từ ngữ lệnh đề về cái thể loại văn thuyết minh đó, là cái từ giới thiệu. Và cái đối tượng được nêu ra trong cái bài tập này mà chúng ta cần thuyết minh, đó là ba đối tượng, một trong ba đối tượng mà các em được lựa chọn. Thứ nhất là một loại đồ dùng sinh hoạt hàng ngày rất quen thuộc. Nó cũng có thể là cái loại đồ dùng học tập của các em. Cái đối tượng thứ hai cũng được đặt ra ở trong cái câu hỏi này, đó là về một loại cây hoặc là một loại hoa gần gũi. Và đối tượng thứ ba là về con vật nuôi quen thuộc. Tuy nhiên, để chúng ta làm nổi bật được
cái đặc điểm hay là lợi ích của một trong ba đối tượng mà các em lựa chọn để viết á, thì như trên thầy đã nói đó là chúng ta kết hợp yếu tố miêu tả và biện pháp nghệ thuật ở trong đoạn văn để cho cái đoạn văn thuyết minh của chúng ta nó hay hơn, nó sống động hơn. Cái thể loại thứ hai là tự sự. Tự sự đó là kể hay thuật lại một câu chuyện mà mình đã từng chứng kiến, từng nghe người khác kể lại, hay là tưởng tượng ra một câu chuyện mà có liên quan tới mình. Thật ra đối với cái thể văn tự sự này, các em đã được học ở lớp 6 và lớp 8. Nhưng mà ở chương trình ngữ văn chính chúng ta cũng gặp lại cái thể văn tự sự ở cái mức độ nó đòi hỏi cao hơn. Nó là để cho cái câu chuyện kể nó hay rồi nó sâu sắc, thì các em cần kết hợp cái yếu tố miêu tả nội tâm là yếu tố nghị luận, thì kết hợp đó là bằng cái hình thức là đối thoại, đọc thoại, rồi đọc thoại nội tâm. Và ở cái dạng thể văn tự sự của lớp 9 chúng ta thì thường nó có hai cái dạng tự sự. Thứ nhất là kể chuyện đời thường. Ví dụ như thầy lấy một cái đề ở trong ngay trong sách giáo khoa của các em nó có. Đó là nhân ngày 20 tháng 11, hãy kể cho các bạn nghe kỷ niệm đáng nhớ giữa mình với thầy cô giáo cũ. Thì nó có cái từ nhân ngày 20 tháng 11, rồi kỷ niệm đáng nhớ giữa mình với thầy cô giáo cũ. Thì cái câu chuyện này kể của nó phải liên quan trực tiếp đến mình, nó xảy ra trong cái cuộc sống đời thường. Còn thứ hai là kể chuyện tưởng tượng. Thầy lấy ví dụ như là tưởng tượng mình là người cháu trong bài thơ Bếp Lửa của nhà thơ Bằng Việt, kể lại cái kỷ niệm đáng nhớ về người bà trong những năm tháng tuổi thơ. Thì các em lưu ý cái từ tưởng tượng ở đây. Tưởng tượng ở đây đó là chúng ta đóng vai cái nhân vật người cháu ở trong bài thơ Bếp Lửa, và chúng ta hình dung ra cái câu chuyện dựa trên cái nội dung của từng khổ thơ trong bài thơ, tức là chúng ta nhập vai nhân vật đó. Nên nó khác với lại một cái đề nữa trong sách giáo khoa của các em là tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe ở trong cái tác phẩm bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật. Thì cái tưởng tượng gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe đó, đó là chúng ta hình dung ra cái buổi gặp gỡ và trò chuyện đó. Hai cái đề này nó có một chút xíu nó khác nhau, một cái là đóng vai nhân vật người cháu, còn cái là hình dung ra cái buổi gặp gỡ và trò chuyện với người lính. Thường thì có các yếu tố sau để tạo nên một cái câu chuyện kể. Thứ nhất là tình huống. Tình huống có thể là tình huống trong cuộc sống đời thường. Tình huống có thể câu chuyện nó xảy ra trong mơ, hoặc cũng có thể là chúng ta tưởng tượng ra cái câu chuyện đó. Ví dụ với cái đề bài là tưởng tượng gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong tác phẩm bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật. Thì ở đây các em có thể là tạo ra một cái tình huống để kể, đó là gặp người lính trong cuộc sống đời thường. Hoặc là sau khi chúng ta học xong cái tác phẩm này, chúng ta nằm mơ thấy và trò chuyện với người lính lái xe. Hoặc là các em hình dung tưởng tượng ra mình gặp gỡ và mình trò chuyện với cái người lính. Thì đó là câu chuyện bao giờ nó cũng đặt trong một cái tình huống nhất định.
hoặc là trong cái truyện ngắn làng mà các em vừa học, thì băng Kim Lân tạo ra một cái tình huống là bất ngờ. Ông hai tiếp nhận cái tin đồn là chợ dầu của ông làm việc gian theo tay, để từ đó nó làm nảy sinh cái diễn biến tâm lý của nhân vật theo cái sâu chuỗi. Nó rất là hay, nó khắc sâu cái tâm trạng của ông hai từ cái tình huống đó, bất ngờ đó. Cái yếu tố thứ hai tạo nên một cái câu chuyện nữa, đó là về cốt truyện. Thì câu chuyện nó có nội dung gì, và thông qua đó thì chúng ta rút được cái bài học gì cho bản thân qua câu chuyện kể. Cái yếu tố thứ ba trong văn bản tự sự là rất quan trọng, đó là nhân vật. Ai tạo nên câu chuyện thì rõ ràng là chính là nhân vật, là cái người tạo nên cái câu chuyện. Trong văn bản tự sự không có một văn bản nào mà không có nhân vật cả, cho nên nhân vật rất quan trọng. Thì trong nhân vật nó thường có nhân vật chính và nhân vật phụ, thì các em lựa chọn cái ngôi kể sao cho nó phù hợp. Có thể là chọn cái ngôi kể thứ nhất xứng tôi, hoặc là ở cái ngôi kể thứ ba. Yếu tố thứ tư tạo nên một cái văn bản tự sự nữa là cái sự việc trong câu chuyện. Cái câu chuyện kể nó có trọn vẹn hay không, nó có được sâu sắc về cái nội dung, về cốt truyện hay không, thì cái sự việc nó là cái yếu tố quyết định. Thì thông thường một cái câu chuyện nó trọn vẹn thì nó gồm có bốn cái sự việc. Trước tiên là cái sự việc mở đầu, cái câu chuyện nó xảy ra vào thời điểm nào, ở trong tình huống nào. Thứ hai là sự việc phát triển, diễn biến cái câu chuyện nó ra sao, trong đó nhân vật có những cái trò chuyện đối đáp nó như thế nào, để từ đó nó bộc lộ được cái cảm xúc, tâm lý, cái nội tâm của nhân vật, của người kể. Thứ ba đó là sự việc cao trào. Sự việc cao trào này là để khắc sâu thêm cái nội tâm của nhân vật, và để cho cái câu chuyện nó trở nên có kịch tính hơn. Và thứ tư là cái sự việc kết thúc, tức là cuối cái câu chuyện nó kết thúc. Thì đó là các em lưu ý là nó có bốn cái sự việc ở trong câu chuyện. Tiếp theo đây chúng ta sang phần luyện tập. Thầy cũng có một cái câu hỏi nhỏ và các em luyện tập dựa trên cái câu hỏi nhỏ này, đó là viết đoạn văn kể lại kỷ niệm đáng nhớ giữa em với người thân trong gia đình. Thì đây là cái yêu cầu về kể một cái câu chuyện đời thường, và các em lưu ý cái cụm từ là kỷ niệm đáng nhớ, nghĩa là kể cái câu chuyện này nó phải để lại trong lòng em một cái ấn tượng sâu sắc khó quên giữa em với cái người thân trong gia đình. Cuối cùng thì chúc các em học tốt, đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Thân ái chào tất cả các em.